Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón người mẫu và người dẫn chương trình Hồng Phúc với sản phẩm của chương trình. Xin mời ạ. Mười bộ mặt nạ, mỗi bộ 10 miếng. Đắp mặt nạ trà xanh dưỡng da cao cấp Hàn Quốc. Double Fold Solution Mask Pack Green Tea, nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp diệt khuẩn, trị mụn, bảo vệ da khỏi các tác động có hại của môi trường, giảm nám tàn nhang, làm trắng da, duy trì làn da khỏe mạnh, mịn màng, đầy sức sống. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần quốc tế Thiên Anh. Mặt nạ Green Tea này rất là tốt và người đoán đầu tiên sẽ là cô Nhẫn. Cô đoán là bao nhiêu tiền cho sản phẩm này ạ? 220.000. Vâng, tôi theo ý kiến của khán giả. Xin cảm ơn khán giả. Xin mời bạn Dung, bạn đoán bao nhiêu? Tôi đoán 1 triệu ạ. Cảm ơn Dung. Anh Tùng. Tôi dự đoán sản phẩm là 200. Bao nhiêu ạ mọi người? Em xin đoán là 320.000 ạ. Chúng ta sẽ cùng đến tỷ giá của nhà sản xuất thưa quý vị. 10 bộ đắp mặt nạ trà xanh cao cấp dưỡng da Hàn Quốc Double First Solution có giá là 1.200.000 đồng. Chúc mừng bạn Dung. Chúc mừng bạn. Tuyệt vời, toàn bộ 10 bộ đắp mặt nạ đã thuộc về bạn Dung. Yeah, yeah.